Hôm nay mình quay trở lại với video để về dự án Motokun. Đây là cái trang web chính thức của dự án này. Model với hệ sinh thái mã hóa trên mạng lưu trữ tệp phi tập trung và công nghệ blockchain 1.0. Đấy, cái model blockchain nhà bản 1.0 công khai sẽ bắt đầu kết thúc sau 17 ngày 8:33 nữa. Các bạn hãy đăng ký email nhận tin tức của chúng tôi để nhận được cái mã thông báo này. Số tiền hiện tại đã huy động được là hơn 4 triệu token và sắp đạt được cái soft cap là 5 triệu và hard cap ở đây là 18 triệu. Về dự án giải quyết 3 vấn đề chính là một cái chức năng năng lượng tăng trưởng tuyệt vời lớn trên smartphone, thiết bị iOS, Android trên thế giới và thị trường toàn cầu, doanh nghiệp và chính phủ bảo quản cơ hội với các bảng dữ liệu tuyệt vời của chúng tôi. Từ ngày hôm nay là trung tâm của Complex và khai thác yêu cầu tài nguyên và cơ sở hạ tầng VIST. Đây là cái video giới thiệu về cái module này, các bạn có thể click vào đây để theo dõi thêm chi tiết hơn. Cái dự án này đã có cái bài đánh giá trên blogger như đầu tư điện tử hay MasterHack, người kiểm tra ICO, Skill Hacking, Crypto My Team, Crypto Grill. Và những tin tức trên module sẽ trở thành phương án thay thế cho Ethereum, EOS và Stellar. Thuê không gian và bắt đầu khai thác thật dễ dàng với module hay các ứng dụng phân cấp DApp là tương lai mới của ngành công nghiệp blockchain. Trong cái khoảng module viết tắt là MODL, một nền tảng blockchain sáng tạo dựa trên POSDT bằng chứng là không gian, thời gian và giao dịch, thì MODL là một cái nền tảng dựa trên blockchain cung cấp một cái tài sản lưu trữ thế bị di động miễn phí. Nền tảng MODL cho phép người dùng khai thác và thuê ghi bài chưa được sử dụng ngay cả từ các thiết bị di động nhỏ, có nghĩa là bất kỳ chủ sở hữu điện thoại di động nào có thể tham gia vào kinh doanh module và kiếm tiền này. Cái này có thể dành cho mọi người, bạn có các ghi bài miễn phí trên điện thoại di động của mình và đối với các cộng đồng blockchain như sẵn sàng để họ bắt đầu vào cái riêng của bạn hoặc kinh doanh blockchain. Cho các doanh nghiệp là cần lưu trữ dữ liệu tốt nhất, giá rẻ và vì sự an toàn, dữ liệu cá nhân sẽ bị có nguy cơ và với các tốc độ giải quyết vấn đề chậm. Module dưới dạng nền tảng DApp này giúp các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng đa chain lưu trữ khối và bắt đầu với blockchain của riêng bạn. Về cái nhà phát triển ứng dụng thì sẽ được nhận tiền thưởng trong cái module token dữ liệu lưu trữ và tốc độ truyền dữ liệu và có tính sẵn điều kiện tối ưu để lưu trữ dữ liệu là giá tốt nhất, đảm bảo nhờ các số lượng lớn trong kho lưu trữ cạnh tranh, giá thầu hiển thị cho các xác minh và hệ thống hợp đồng thông minh, tiết kiệm thời gian. Hai, việc vấn đề bảo vệ dữ liệu. Các tính năng đặc điểm chính của cái model app này phát triển các sản phẩm, nó sẽ thử nghiệm từ tháng 12/2018 và phiên bản beta này sẽ được phân phối vào tháng 12. Giá trị của nền tảng module tỷ lệ thuận với số lượng dữ liệu người dùng. Về cái vấn đề hoạt động nền tảng này, với các hoạt động nền tảng thì mục tiêu của chúng tôi là phát triển nội dung người dùng và có thể tham gia chẳng hạn như cái module quảng cáo và tài trợ đám đông và mở rộng nền kinh tế mã thông báo. Thì module này ở trên viết tắt là MODL, mã thông báo Ethereum ERC20, chương trình pre-sale thì sẽ bắt đầu vào ngày 16/7/2018 và với một token tương ứng với 0.008 đô la và cái chương trình ICO bắt đầu từ 1/8 với giá là 0.008 đô la. Số tiền bán được đã là hơn 4 triệu token và phân bổ quỹ thu được là 40% dành cho phát triển, 30% dành cho tín dụng, 30% dành cho tiếp thị. Phân bổ mã thông báo là 60% dành cho các hết mỏ ICO, ưu đãi ICO 5%, đội ngũ cố vấn 15%, bán tư nhân 5% và bán công khai 15%. Các bạn có thể thấy dự án này trên các trang phương tiện truyền thông nổi tiếng và đề ra mắt của dự án này. Đội ngũ gồm có Tetsuya Tajiro, Yotomo Kiyuchi, Kisu Urasida, Iku Matosuko, Alan Yagi, Jack Lee, Mari Sagapko, Koi Tech, Hobby Koi, Mitsu Saito, Tera Yasi, Yoshi Tushiku, Hiro Saito, Masa Watari. Một số câu hỏi về dự án này, các bạn có thể thấy ở đây nhược điểm của module token này là gì, những mã thông báo này có sẵn hay là giá có bao nhiêu thẻ có sẵn, mã thông báo được phát hành như nào và đám đông khi nào kết thúc và khi nào sẽ nhận được mã thông báo. Đối tác của dự án này cũng có ICO Vox, Sierra
Crypto nên biết Capital trao đổi trên Bitso Pro. Các bạn có thể đặt email ở đây để nhận được đăng ký thông tin tin tức mới nhất của dự án này hoặc tham gia các trang mạng cộng đồng trên xã hội trên Bitcoin, Ethereum, Facebook, LinkedIn, Telegram, Twitter. Đây là cái trang web chính thức của dự án Motor Token. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.